đang là một trong những ngôi sao hàng A của làng giải trí Hoa ngữ. Sự nghiệp và danh tiếng của Huỳnh Dịch bị tổn hại nặng nề khi hai người chồng cũ của cô liên tục tố cô là người phụ nữ lăng nhăng và vô trách nhiệm với gia đình. Huỳnh Dịch từng là một trong những ngôi sao nữ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Trong những năm 2000, cô vụt sáng trở thành ngôi sao sau khi góp mặt và tỏa sáng trong bộ phim truyền hình Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý năm 2001. Với diễn xuất dễ thương và ngoại hình xinh đẹp, Huỳnh Dịch trở thành thần tượng của nhiều khán giả yêu màn ảnh nhỏ thời điểm đó. Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý là một bộ phim truyền hình Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tịch Quyên, được phát sóng vào năm 2000, tương truyền vào đời Đường. Tại thành Dương Châu có hai cô gái xinh đẹp, một người là tiểu thư Đỗ Băng Nhạn, nhà phú thương phía Thành Bắc, một người là con gái võ gia tên Lý Ngọc Hồ tại Thành Đông. Hai người lấy chồng xa nhà vào cùng một ngày. Trên đường xuất giá, cả hai đội đưa dâu đều vào trú tạm tại một ngôi chùa. Ở nơi này, Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn đã lên nhầm kiệu hoa về nhà chồng. Chính sự nhầm lẫn này đã mang lại mối nhân duyên như ý cho hai cô gái. Bộ phim với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám thời bấy giờ, Niếp Viễn, Huỳnh Dịch, Tiểu Lý Lâm, Trương Thiết Lâm, Sư Tiểu Hồng đã gây được tiếng vang lớn tại Trung Quốc. Sau thành công của Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Huỳnh Dịch tiếp tục được mời vào vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách 3. Sau Hoàn Châu Cách Cách 3, Huỳnh Dịch tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án phim nổi tiếng như Phong Vân 2, Tân Nữ Phò Mã, Có Tình Có Nghĩa. Sự nghiệp của Huỳnh Dịch rất thuận lợi khi cô được mời tham gia những bộ phim bom tấn của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Sau thành công trên màn ảnh nhỏ, Huỳnh Dịch dần tập trung hoàn toàn cho mảng phim điện ảnh. Cô góp mặt trong một số bộ phim đáng chú ý như Over Here 2, The Root War. Đặc biệt, vai diễn trong The Root War đã mang về cho Huỳnh Dịch giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Hoa ngữ quốc tế tại London. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa và thuận lợi, đời tư của Huỳnh Dịch cũng bị bàn tán không ít. Những năm 2000, một nguồn tin cho hay Huỳnh Dịch từng cặp kè với một đại gia hơn 40 tuổi nhưng che giấu mối quan hệ này bằng cách gọi ông ta là cha nuôi. Được biết, người này đã chu cấp tiền bạc bao nuôi Huỳnh Dịch trong suốt thời gian học tập cấp 3 và mối quan hệ này kéo dài vài năm trước khi cô trở thành diễn viên điện ảnh. Tiếp đến, khi tham gia bộ phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Huỳnh Dịch hò hẹn với nam diễn viên Niếp Viễn. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài 3 năm và nguyên nhân chia tay là vì Huỳnh Dịch lả lơi với những bạn diễn khác. Sau chuyện tình với đồng nghiệp Niếp Viễn, Huỳnh Dịch bất ngờ thông báo chuyện cô kết hôn với một doanh nhân giàu có tên là Khương Khải sau 41 ngày quen biết. Song cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm. Có tin đồn sau khi kết hôn, Huỳnh Dịch phát hiện Khương Khải là đại gia dởm nên lập tức ly hôn. Năm 2011, Huỳnh Dịch cáo buộc cuộc hôn nhân của mình với Khương Khải tan vỡ là vì có kẻ thứ ba xen vào. Cư dân mạng nhanh chóng tìm được người mà Huỳnh Dịch ám chỉ là bạn thân của cô, nữ diễn viên Hoắc Tư Yến. Vị doanh nhân này cho biết Huỳnh Dịch đã cố tình bịa đặt ra chuyện anh bí mật cặp kè với Hoắc Tư Yến để ly dị, nhưng chuyện này hoàn toàn không có thật. Khương Khải cũng từng tình cờ đọc điện thoại của vợ và phát hiện những tin nhắn lạ của cô với một người đàn ông Hồng Kông. Vì vậy mà vị doanh nhân mới quyết định ly hôn để chấm dứt những tháng ngày bị lừa dối. Bị lôi vào cuộc, Hoắc Tư Yến đã lên tiếng đáp trả Huỳnh Dịch bằng những lời lẽ đầy châm chọc. Cuộc khẩu chiến của hai người đẹp Huỳnh Hoắc bùng phát khi Hoắc Tư Yến công khai chỉ trích Huỳnh Dịch trên blog của mình. Thà đi xe đạp còn hơn là ngồi trên BMW mà giả tạo. Đừng gán lão chồng béo ục ịch của cô lên người tôi mỗi khi cô có phim mới. Sống thật đi. Huỳnh Dịch lao vào cuộc khi yêu cầu nữ diễn viên họ Hoắc phải xin lỗi mình. Hoắc Tư Yến thẳng thắn từ chối. Đỉnh điểm của câu chuyện là khi Hoắc Tư Yến không ngừng công kích Huỳnh Dịch là nói dối, tham hư vinh, oán phụ, còn Huỳnh Dịch đệ đơn kiện Hoắc Tư Yến bôi nhọ danh dự của mình. Những màn khẩu chiến qua lại giữa hai người trên mạng đã đánh mất hình tượng ngọc nữ của cả hai. Đến tận bây giờ, hai người đẹp Huỳnh Hoắc vẫn không đội trời chung. Tháng 11 năm 2011, Huỳnh Dịch tuyên bố hẹn hò với một đại gia trẻ tên Huỳnh Nghị Thanh. Năm 2013, cặp đôi sinh con gái và kết hôn. Cứ tưởng Huỳnh Dịch đã tìm được bến đỗ cuối cùng, nhưng không. Cuối năm 2013, Huỳnh Nghị Thanh lên tiếng tố cáo Huỳnh Dịch cặp kè trai lạ, bỏ bê chồng con. Cũng tại thời điểm đó, báo chí xứ Cảng Thơm bất ngờ tung bộ ảnh người đẹp họ Huỳnh vào khách sạn với một thương nhân giàu có. Huỳnh Dịch đáp trả bằng những ảnh cô bị chụp chồng bạo hành. Bản ghi chép bệnh án, nữ diễn viên cho biết khi cô mang thai, Huỳnh Nghị Thanh đã ngoại tình. Cuối cùng, cặp đôi chia tay trong ồn ào. Sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Dịch cũng tụt dốc không phanh. Huỳnh Dịch và con gái duy nhất. Huỳnh Dịch đáp lại những cáo buộc của chồng bằng cách tung ảnh cô bị anh hành hung đánh đập trên trang cá nhân và thậm chí bị sảy thai đứa con thứ hai do bị chồng đánh. Nghị Thanh đã đưa ra bằng chứng về việc Huỳnh Dịch vào khách sạn với một người đàn ông lạ mặt trong khi đã có chồng con. Cuộc tranh luận của hai vợ chồng Huỳnh Dịch và Nghị Thanh đã trở thành tâm điểm của truyền thông suốt năm 2013. Sự việc khiến hình ảnh của Huỳnh Dịch bị tổn hại nặng nề và cô buộc phải biến khỏi làng giải trí một thời gian. Năm 2016, cô trở lại nhưng không được chào đón như xưa. Gương mặt và ngoại hình của cô cũng bị chê xuống cấp khi người đẹp tăng cân và mặt lúc nào cũng sưng phù. Năm 2018, cô tham gia một số sự kiện nhưng một lần nữa, gương mặt sưng phù của Huỳnh Dịch lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Có ý kiến cho rằng Huỳnh Dịch lạm dụng Botox, filler khiến gương mặt phù nề, thô cứng. Huỳnh Dịch, tội đồ phá hoại tình cảm của Triệu Vy. Huỳnh Dịch được coi là bản sao thất bại của Triệu Vy vì cô từng thế thân đàn chị tham gia Hoàn Châu Cách Cách 3. Vì Hoàn Châu Cách Cách phần 3 không thành công như mong đợi do khán giả đã quá quen với hình ảnh én nhỏ Triệu Vy nên phản đối kịch liệt người thế chỗ là Huỳnh Dịch. Cuối cùng, sự thất bại của bộ phim đều bị khán giả đổ lên đầu của Huỳnh Dịch, từ đó cô không mấy thiện cảm với đàn chị. Năm đó trong giới giải trí ai cũng biết, Triệu Vy qua lại với một trong những kinh thành tứ thiếu nổi tiếng Cbiz, Uông Vũ.
Cậu con trai của cựu thị trưởng Thượng Hải còn nhiều lần thể hiện sự quan tâm đặc biệt cho én nhỏ, như tổ chức tiệc chúc mừng cô đoạt giải. Giữa lúc Triệu Vy trở thành cô gái may mắn cả về sự nghiệp và tình yêu, thì người thứ ba xuất hiện. Điều đặc biệt là người đó không ai khác chính là đàn em Huỳnh Dịch. Báo chí truyền thông chụp được hình ảnh Uông Vũ nắm tay Huỳnh Dịch xuất hiện tại quán bar lúc nửa đêm, trong khi vẫn đang là bạn trai của Triệu Vy. Lúc này, Huỳnh Dịch ngay lập tức trở thành hồ ly tinh, phá vỡ chuyện tình cảm của đàn chị. Báo chí gọi cuộc tình tay ba của họ là song én đoạt vũ. Được biết, cũng từ sau lần giật bồ chấn động này mà Triệu Vy và Huỳnh Dịch không bao giờ nhìn mặt hay tham gia sự kiện chung. Sau này, dù cả hai én nhỏ và Quỳnh Giao đều không đến với Uông Vũ, nhưng mối quan hệ của họ cũng chẳng thể thân thiết hơn. Huỳnh Dịch tiết lộ cô cũng từng tham gia thử vai cho phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, nhưng không được nữ sĩ Quỳnh Giao lựa chọn. Sau đó, nữ diễn viên tới hỏi Quỳnh Giao nguyên nhân thất bại của mình và cô trả lời là: "Em khóc không đẹp, khi nào khóc tốt thì quay lại tìm tôi." Dì Quỳnh Giao có yêu cầu khắt khe với cảnh rơi nước mắt, khi khóc trong mắt nhất định phải hàm chứa nước mắt. Đọc thoại xong, các giọt lệ mới từ từ rơi xuống, nhưng không thể để nước mắt ngừng lại trên gò má. Nước mắt nhiều, mỗi giọt lệ rõ ràng, khóc phải đẹp, không thể lẫn nước mũi, cũng không được làm mặt xấu, khóc phải khiến người xem thương xót, đồng cảm, như thế mới được đạt tiêu chuẩn khóc đẹp của Quỳnh Giao, Huỳnh Dịch nói. Sau nhiều scandal về đời sống tình cảm, hình tượng của Huỳnh Dịch hoàn toàn sụp đổ trong lòng khán giả. Giờ đây, tên của cô thường bị gắn với những danh hiệu không mấy hay ho như người đẹp thị phi, sao nữ lằng nhằng, người phụ nữ hư hỏng.